Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh anzx.com. Thì hôm nay admin xin hướng dẫn cho các bạn cái đề tài là kết nối QNC với S7300. Thì là đầu tiên thì muốn kết nối được thì mình phải lập trình và kết nối nó với TIA và BUGSIM trước. Thì để làm được như vậy thì đầu tiên các bạn có TIA bọc tô đây, các bạn open nó lên. Thì hiện tại mình là mở sẵn đây cho các bạn đây rồi ha. Mình nhấn Create New ha. Mình đặt tên là gì? Training training S7300 đi. 300 and WinGC S7300 400. Giả sử như vậy ha. Đó. Đây nó kêu là cái tên này đặt không được. Training WinGC S7300. Ok. Đó mình nhấn create ha các bạn. Sau khi được như vậy thì mình nhấn create. Cùng là cái giao diện của nó hiển ra như thế này. Và để kết nối các bạn nhấn vào đâu? Device network ha. Sau đó em add new device. Thì tới đây các bạn chọn controller cái bộ điều khiển của mình thôi. Thì các bạn nào dùng 300, 400 thì các bạn chọn đây ha. Hiện tại mình dùng 300. Thì đây giả sử các bạn chọn cái con này đi. Giả sử các bạn chọn con này là 1214C, 314C, sạc 2 dB. Chữ C là cái con này có hỗ trợ 2 speed counter các bạn này. Còn DB á, tiếng Anh của nó là raw fiber DB ha. Con này có hỗ trợ rộng raw fiber DB ha. Nhấn add đây cái. Sau khi mà mình được như vậy thì nó sẽ ra cái giao diện này cho mình. Thì tới đây các bạn có thể nhìn thấy này. Tới đây các bạn nhìn thấy này. Là sau khi được như được cái giao diện như thế này này thì mình nhấn đúc vào đây mình kiểm tra ha. Đó ha. Thì đầu tiên mình kiểm tra gì? Catalog con này. Con này là gì? Có 4 bộ sung tốc độ cao này. Mở ra này. Được chưa? 24 digital input, 16 digital output, 5 analog input và 2 analog output. Có cổng MBI, cổng kết nối MBI và DB ha, raw fiber ha, địa chỉ raw fiber ha, và có địa chỉ số 2 á, được chưa? Thì đây là giao diện của nó. Thì và bước tiếp theo của chúng ta là chúng sẵn làm sao? Nhấn vô, xem brush nghe lại, compile nó xem nó bị gì không? Đấy. Được chưa? Và tiếp theo thì mình qua đây. Mình viết code. Mình qua đây mình viết code đúng không? Thì đầu tiên mình có gì? Start đi. Bốn bút thôi hoặc là gì đi 0.1 thôi, đây là gì Q0.0 Q0.0 ở đây được chưa? Tiếp theo ở đây là gì M0.0 đi. Và tiếp theo đây là gì? M0.1. Được chưa? Rồi, mình compile bị lỗi gì không? Và tiếp theo mình đăng cho mình xuống. Quên, mình phải mở BSIM lên trước chứ. Ở đây các bạn phải chọn gì? MBI đi ha. Được chưa? Password. Đó. Đó ha. Chưa được đúng các bạn,
Để muốn được các bạn phải nhấn đây răn B ha, răn B mới được nha các bạn đó ha. Bây giờ mình điều khiển này, modify lên 1 hay là Ctrl F2 thì nó khác với ngàn 2.500 các bạn. Ngàn 2.500 thì mình có thể modify lên 1 đây được, nhưng mà 300 400 thì không được ha. Bây giờ mình muốn điều khiển mình sao dùng M modify lên 1 đúng không, modify về 0 đó ha. Hiện tại nó đang chạy hay sao, modify lên 1 cho nó tắt đúng không, và modify về 0 được chưa các bạn. Rồi thì tuy nhiên ở bên cạnh đó thì các bạn có thể điều khiển như thế này ha. Ở đây ha, đầu tiên mình tắt cái này đi. Đó, đây mình tắt cái này đi. Ở đây nó còn có giao diện là insert input variable. Insert input là thằng y các bạn. Output variable và insert bit memory ha. Thì từ đây mình có này. Nhấn vào đây là y0.0 đúng không? Là ib0 đúng không? Mình nhấn là y0.0. Các bạn thằng chạy không? Chưa, buông đây ra thì nó vẫn chạy các bạn. Và nhấn y0.1 nó tắt được chưa, buông data thì nó không tắt được chưa. Có thể bạn điều khiển bên này nhấn vào 0.0 thì quy 0.0 on và nhấn vào 0.1 thì sao thì quy không tắt. Thì đây là hai kiểu ha đó ha. Rồi mình xem project này lại ha. Rồi bước tiếp theo để mình kết nối với WinC thôi, mình qua đây nhấn thằng này ha, và bước tiếp theo mình chọn thằng này. Và đúng rồi, sau khi được cái giao diện như thế này thì các bạn thông thường á, mình sẽ nhấn nút vào đây ha, mình chọn gì, cầm cái sân IE đúng không, Ethernet General đúng không, IE nghĩa là Ethernet General, thì giống như kiểu là 300 400 á, à, giống như ngàn hai, giống như là ngàn hai ngàn rưỡi ở bên ngàn hai ngàn rưỡi. Nhưng mà các bạn nên biết ha, cái con đối với con BCS 7300 này này, 300 và 400 này, các cái cổng màu vàng vàng này là gọi cái cổng MBI, còn cái cổng màu tím này cổng Robust. Các bạn nhìn thấy con này không có cổng Ethernet đúng không, nên bác nào mà kết nối đây với cái cổng Ethernet là không được, các bạn phải vào đó, vào Profibus. Giả sử các bạn chọn cái này cho mình đi ha, đó mình chỉ chọn một cái module nào đó được chưa. Rồi và tiếp theo thì sao, thằng này đang online mình apply thằng này đi đó, và kết nối thằng này cùng với thằng này thôi đấy. Bước tiếp theo là sao, connect này ha, và nối lại một lần nữa đấy. Và sau khi được như vậy đây đúng không, thì các bạn vào đây HMI string, add new string ha, ha. Rồi mình nhấn gì ở đây ha, rồi từ đây thì mình làm sao, mình lấy nút nhấn thôi, mình lấy nút nhấn thôi, start đúng không. Rồi mình property nó start, các bạn nhớ là vùng nhấn y thì không mô phỏng nhé các bạn, thì đây nó có tên là vùng nhấn m ha, tag 3 đúng không, tag 3 thì các bạn vào đây ha, set set bit ha, ở đây là tag 3 đúng không, tag 3 được chưa, và đồng thời là nhấn gì, reset bit được chưa, và tag gì tiếp các bạn, tag 3 tiếp đúng không. Và sau khi nhấn được nút start này, các bạn nhấn copy và paste này đi, và để đây tới đây các bạn nhấn nút gì, trở thành gì, stop được chưa. Và từ đây nó có tên tắc 4 đúng không, 4 mình chỉ cần việc đổi số mấy, số 3 thành số 4 là được rồi ha, số 4 được chưa, thành số 4 ha, được chưa. Rồi ở bên này là gì, đèn, các bạn lôi cái đèn này ra thì nó có tên là gì các bạn, quy tắc 2 đúng không, property đi, tập phần amazon
display bia này, mình tắt hai nha mình ha, tắt hai rồi. Một thì cho nó màu gì á, một thì cho nó màu xanh, được chưa? Rồi thì mình đầu tiên mình phải bên này phải online lên trước, được chưa? Và tiếp theo các bạn phải làm sao, qua đây bên này các bạn bỏ full đi, làm setting nhá, các bạn bỏ full màn hình đi, được chưa? Đó ha. Rồi cầm bài nào gái. Rồi. Không lồi đúng không? Ờ các bạn nhấn đây. Đấy. Đây là cái giao diện chính của mình ha. Sau khi được cái này mình có cái giao diện chính này đây. Được chưa? Đó, nhấn nút start thằng này chạy. Nút stop thằng này dừng. À chạy. À, stop. Dừng ha. À chạy ha. Thế thì đây là mình chỉ cách các bạn kết nối WinC với tia bọc tô với 300 400. Thì các bạn nào có thắc mắc gì thì liên hệ với mình. Lên fanpage của mình để dưới video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Chào các bạn.